Ai cho mang thức ăn từ ngoài vô rạp? Đứa ăn vậy? Nè! Ê! Bà đi tính ăn nè! Trời ơi! Trong phim bán nhiều chuyện sát số luôn! Tụi coi phim này rồi biết cha! Tôi kể cho! Biết sao bà chết không? Qua kỹ cho nghe! Nó hồn quá! Tại vì còn kể trước phim! À. Để người ta coi! Chuyện điện thoại trong rạp chị ơi. Nhưng mà đi siêu thoát đi. Hút gì ho? Tâm cảm mới tập chưa quen. Anh né né cái đầu qua giùm em cái. Không có quay phim chụp hình trong rạp. Ba chị em mình là nè nè, chia sẻ với 100 hội nhóm đi. Tôi live stream tiếp cho coi. Coi phim ghét nhất là live stream. Quỷ yêu trà trộn. Coi phim thấy sao con? Dạ ngồi nghe thôi chứ có coi được đâu. Mọi người nhớ ra đạp xem phim Pháp Sư Mù nha. Yeah.